Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game chiến binh tối thượng thôi. Hôm nay là cái chuỗi sự kiện tuần thứ 5 này. Và hôm nay mình quyết định anh em ạ, mình sẽ quyết định một cách quyết định cực kỳ là khó khăn. Mình sẽ dinh cái con tướng Golden Pizza này về cho anh em xem nha. Để thờ thôi anh em ạ. Điều kiện để đổi ở đây anh em sẽ dùng một cái con rồng lộn này với cả 8888 kim cương, anh em đổi được một con Golden Pizza này lên. Con tướng này thì nó thuộc hệ kỹ thôi. Nói chung cái con tướng này thì cũng được anh em ạ. Cũng được trong cái tướng hiện tại, những cái tướng hệ kỹ hiện nay nó có thể dồn đam cho xếp đam cho con Vegito này, hoặc là có thể kích duyên được cho mấy con tướng ở bên trên này này. Những con tướng sức mạnh bên này cũng có này. Mấy con cần nó để kích duyên đấy, nhưng mà đa phần mình thấy mấy con cần nó kích duyên thì nhiều anh em cũng không thích chơi lắm. Nhưng mà nếu so với con Vegito Ghost này thì mình nghĩ hiện tại thì con Golden Pizza hơn đấy, nhưng mà về tương lai thì con Vegito Ghost về late game khi tất cả đạo hình có tất cả những con tướng NSS rồi thì Golden Pizza lúc đấy chắc chỉ còn vất xuống để làm duyên thôi anh ạ. Còn giữ chức năng để kích duyên chứ về late game thì Golden Pizza chắc chắn nhìn cái bộ kỹ năng, bộ skin thì chắc chắn lại yếu hơn so với Vegito Ghost rồi nha. Nhưng mà thôi, hôm nay mình làm chuột bạch, mình vẫn lấy về rơi anh em ạ, review qua cho anh em. Summon nhanh em nha, đổi nha, đổi nha, đổi, ok. Không phải nói năng nhiều làm gì, đổi luôn. Ấy, xin chúc mừng, bạn đã nhận được con tướng ớt đầu tiên, ớt. Yolo. Xem con này nó cần kích cái gì nhỉ? Trông cái này mang về là làm cảnh anh em ơi, chứ chắc không chơi được rồi. Em phải nhà vòng 100 làm cảnh như gì còn 18 vạn à? 6k7. Giờ mình mất cái con này đi anh em ạ. Con Golden vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ hát luôn. Pizza Golden, xin chúc mừng bạn đã về đội của anh. Cơ bản là cái con app này của mình không hướng tới nó chơi đội hình team lực anh em ơi, nên là mình cần kiếm tăng công mà. Xem nào, thư mạo kích một cái đi, mình không hướng đến nó chơi đội hình kỹ năng đội hình lực anh em nha, nên là mình không dùng nó. Mình bỏ kích rồi. Chơi tạm thôi anh em ơi, sát thương bạo kích 15%. Thông tin thì nào được bao nhiêu? 55 vạn chiến lực. Bổ dưỡng thì cần là một con ớt, ba con S, 30 mảnh này. Mình nghĩ là mình có thể hoàn toàn nuôi được không ạ? Nuôi cho các bạn trầm trồ, các bạn view trầm trồ, anh nông dân nuôi được tính ớt. Đấy, chiến cũng ra gì nào, phết đi anh em, bồi dưỡng này. 30 mảnh này thì mình có thể mua được trong tiệm này. Tiệm thì đơn giản thôi anh em, tiệm đây. Xem một con này mua mất bao nhiêu. Trái hết dự đoán của mình là cần 5.000 anh em ạ. Hóa ra nó cần 12.000.
12.000 đá hồn vãi xít. Sốc anh em này, sốc. Tưởng cho 5.000 còn nuôi được chứ 12.000 thì vãi xít. Chịu anh em ạ. 12.000 này thì chắc phải đi đi cho nó tu luyện chắc cái này nó phải mất một ngày thì chắc được một mảnh anh em ơi. Vãi nhờ. Vãi. Nên anh em cân nhắc nha, sau khi xem xong clip này nên cân nhắc. Đấy xong mình sao mình test đam cho nó giật làm sao nhá. Tạm nơi đã. Nghìn đùa nhau anh em ạ. Ôi đang 22k chứ đùa gì, đánh thường chín mạng luôn. Đúng đùa với nhà chùa. Đùa làm sao được với anh. Bộ đánh thường ngon phết anh ạ, bộ 13k làm nó to mà thứ chất của nó thường NS nó to, NS nó to. Đùa với chị này. Ăn được em nha. Các chú tuổi với anh. Tuổi. Rút máu đi chết luôn. Rút máu. Được ngon phết anh em ạ, xem lại cái đội hình này. Nghe như chuẩn bài này. Chịch rồi. Đấy, đánh hộ mình cái, mình chỉ có 4 triệu lực chiến thôi các bạn ơi. Mang ông là 4 triệu năm này thế nào. Ra liều tí mình. Mình đang khá chiếm ưu thế anh em ạ, chỉ sợ quả kia nó giết chết con xeo của mình là toi, may xeo vẫn khá cứng. Bây giờ mình chỉ ép con xeo lên 3 sao thì mới ngon được. Chết rồi, bị chocolate rồi. Chocolate là gay đấy. Rồi xeo đi viện rồi, thôi xong. Bị phát chocolate. Tương lai là sẽ thay chả cần, nói chung tương lai chơi khô máu nhé các bạn.
tương lai tay Black Goku thành một con tướng đam khác nữa, vô máu luôn, một mình xeo tăng luôn, được thế mới đã. Thí hết anh em, thí ra cô lên vị trí tăng cho ra cô chết cũng được là sao, chứ là cho cô máu chứ. Xeo của mình cứng hơn là mình ăn đấy, xeo mới ăn vào 140. Thua. Xem cái lượng sát thương con Golden Frieza này gây ra là bao nhiêu. 300.000 thôi à? Ít quá nhỉ? 300.000 anh em ạ. Thằng này phải ép lên nhiều nữa rồi, ép sell lên rồi. Đủ 12.000 đá hồn thì kiếm lên một quýt rồi anh em. Buộc con trăng với đội bạn chém nhiệt thế nhỉ. Chém ghê người luôn. Bắn ngu người anh em ạ. Úi giời ơi. Chết đi. No, mày nắm vô tăng. Dịch chuyển cho tôi à. À, 4 triệu đánh lên chiến lược 5 triệu vẫn rất cân kèo anh em ạ. Rất là cân kèo luôn. thôi, nó ulti cho phát chết ngoẻo luôn, chẳng là nó cứng quá anh ạ, à nó khỏe quá, nó chém phát nào là muốn tỉa chảy phát đấy luôn đấy. Kiểu này phải chơi hai tăng rồi anh em ơi, thay Black Goku bằng Kid Buu thôi, cho Kid Buu hàng trước, xeo hàng sau. Mà xem hàng trước, kích đưa hàng sau, tùy. Hàng trăm triệu đam này. Mình xuất huyết thì bắt buộc phải chơi hai tăng rồi. Đánh được ỉa cháy luôn. Không đỡ được. Bồi dưỡng con này cần 50 mảnh thiếu rồi, nhưng mà chắc sang tháng là mình ép con sao này lên 3 sao trước nha. Sao lên 3 sao tiếp theo đó sẽ là gấu tăng lên 3 sao nha. Bây giờ là tích góp tài nguyên thôi, xem một gấu tăng sẽ lên 3 sao trước. Còn con này chắc là tương lai rất xa, rất xa, rất xa, rất gần, rất xa. Phần trăm vẫn hơi ít nhỉ, giờ phải kích lên được nhiều phần trăm thôi kệ, tạm thế đấy, tính xong rồi anh em ạ. Có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi, mình dừng clip của mình quét đầu quét thải thôi anh em ơi. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha, bye bye.